Xin chào quý khách hàng. Đồ chơi về rồi nè. Đó, nhìn đẹp chưa? Thì hiện tại trước mặt mọi người là ba dòng vang cao cấp nhất của DB Acoustic. Năm cái con màu đen ở đây là DBS700. Năm cái con màu trắng ở đằng kia là DBS800. À, DBS800 màu trắng ha. Hai màn hình rất là đẹp luôn. Và con trên cùng là DBS 900 màu đen với cái màn hình cảm ứng thiệt là to đây đây là ba sản phẩm cao cấp nhất của DB Acoustic vừa mới cập bến tại cửa hàng bên em thật ra ba sản phẩm này trước đây em có đăng trên kênh rất là lâu và rất là nhiều rồi nhưng mà từ cái thời Tết tới bây giờ đó là hiện tại là cháy hàng và hôm nay là nó mới về lại số lượng là rất là nhiều nha mọi người phải dùng từ là số lượng rất là nhiều đối với ba bộ sản phẩm này trên kênh của em đã có rất là nhiều video hướng dẫn và test thử Trong đó có S700 có S800 có nhưng mà chưa có S900 Tối nay thì em sẽ làm video về cái con S900 này Thì trong đợt hàng mới về này Thì bên em đang có cái chương trình tặng quà rất là khủng khủng khiếp luôn ha mọi người Dùng từ là khủng khiếp lớn nhất từ trước đến nay Đợt này là mình chơi lớn luôn ha mọi người Chơi lớn luôn Để mình xem qua lớn là cái gì nha Thì à, trước tiên mình công bố giá đi nha mọi người S700 sẽ là 5 triệu đồng Bao ship kèm quà tặng S800 sẽ là 8 triệu 600 ngàn đồng Bao ship cộng quà tặng Và S900 này đã được công ty đang có chương trình khuyến mãi rất là tốt rồi Nên em xin phép là không tặng quà riêng cho S900 nhé Tức là S900 không có gì Chỉ có S700 và S800 thôi thì khi quý khách hàng mua S700 thì sẽ được cái gì? Thì sẽ được tặng một bộ dây Canon rất là xịn sò ha Rất là xịn sò Ai nhìn dây này là sẽ biết ha Ai xem kênh Youtube của bên em là sẽ biết Dây và rắc như thế nào ha Đầu xịn là đầu như dây mới gọi là xịn nè ha Còn đầu thị trường thì em không có cân đo đông đếm Cũng như là em không có thẩm định được Còn đây là hàng xịn, cửa hàng bên em Đây là em tự tay, em làm ra Chứ không phải là đầu thị trường nó có sẵn ha em tự tay làm ra thì khi quý khách hàng mua một con van này sẽ được tặng một cặp dây này không quy đổi thành tiền không giảm bớt không trả giá ha em nói nói rất là rõ trên video 5 triệu đồng bao ship tặng cặp rắc rất là xịn sò ha cặp dây như vậy nè nó dài một mét ha không trả giá và không quy đổi ra tiền mặt nha mọi người không bù trừ ok ha riêng đối với dòng s 800 S800 S800 đây S800 đây thì mình sẽ được tặng cái gì mình sẽ được tặng thứ nhất là cũng một cái cặp dây y chang như vậy à, cặp dây là xịn nha không quy đổi ra tiền mặt nha mọi người lặp đi lặp lại rất là nhiều lần nha không quy đổi ra tiền mặt bộ rắc Neutrix chính hãng dây này là dây Vandami Vandami em tự hàng lấy nha là cái món quà thứ nhất đây là món quà thứ hai nhé thì khi quý khách hàng mua cái con này sẽ được tặng cái sợi dây quang như thế vậy mặc dù dây quang bên trong nó đã có rồi nhưng bên em vẫn tiếp tục ép khách hàng tặng cho khách dây quang cực xịn sò luôn ha cái này là không bán rời không bán lẻ và không quy đổi ra tiền mặt nha mọi người lưu ý giùm em nha giá con S800 sẽ là 8 triệu 6 bao ship đây em sẽ lấy cái con dây quang cho mọi người xem coi cái độ chất nó như thế nào nhé Hàng bên em thì à, ngoài cái trừ hàng chính hãng ra thì mình không bàn rồi. Đúng không mọi người? Còn lại là những thứ, tất cả những thứ còn lại là phải chất em mới chịu nha. Chất như nước cất em mới chịu. Đây, ví dụ như dây quang. Đó, dây quang là phải như thế này nè, em mới chơi. Chứ không là em không có chơi nha. Nè, mọi người nhìn rất là xịn tò ha. Này là bằng kim loại nha, chứ không phải bằng nhựa đâu. Còn đầu quang của nó thì thôi rồi, khỏi nói rồi. Đúng không? Khỏi cần miễn bàn. Đây là hàng chính hãng, em không có bán lẻ Không có bán lẻ, cái này là em chỉ nhập về, em tặng cho khách thôi Đó, thấy chơi không? Thấy chơi chơi như em mới là chơi nè ha Chơi sao láng, sáng về sớm nha mọi người Dây này là dài một mét rưỡi một mét rưỡi nha Rồi, lặp lại một lần nữa Con này, 8 ,6 triệu 6 Bao ship Tặng sợi dây quang Cực xịn so luôn nha Dài một mét rưỡi Và tặng thêm một cặp dây Dây canon cũng được, dây ba lăng cũng được thói quen hay muốn gọi gì gọi ha cặp dây như vậy không quy đổi ra tiền mặt không giảm trừ không trả giá nha rồi 8 triệu 600 ngàn đồng riêng đối với con S900 thì công ty đang có chương trình giảm giá và khuyến mãi rất là lớn rồi rất là lớn rồi giá bán ra thì em nhớ là 14 triệu 500 tức là trước đây là 19 triệu 500 thì đợt này là chỉ còn có 14 triệu 500 thôi chỉ có vài ngày thôi thì em thấy cái này rất là tốt rồi nên em sẽ không tặng quà con này nữa ha Đối với hai dòng vang S700 và S800 này thì công ty bảo hành cho mình là 3 năm, tức là 36 tháng. Ấy. Thấy ghê không? Khi mà hãng có chế độ bảo hành đến mức 3 năm như vậy thì mình ngâm hiểu rằng đây là những sản phẩm hết sức là bền bỉ và đảm bảo về mặt kỹ thuật của sản phẩm là đảm bảo là hết sức là tuyệt vời. Thì đối với con này, S800 này thì ra đời vào khoảng đầu năm 2021, tức là trước Tết một chút xíu, còn đối với còn đối với dòng vang S700 này là nó ra mắt trước cái dòng này khá lâu rồi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, nhà hãng vẫn tiếp tục bảo hành cho mình 3 năm thì chứng minh rằng mình có thể hiểu được rằng đây là những dòng sản phẩm phải dùng từ là độ tin cậy hết sức là tuyệt vời ha. Mình khỏi lo lắng về việc đó. Đối với mức giá 5 triệu đồng thì em thấy dòng vang S700 này là lựa chọn hết sức là tuyệt vời. Dòng này thiên về reverb, bay, tiếng rất là sáng thiên về reverb ha thì những khách hàng có chất giọng ok và thiên về hát theo hướng là chuyên nghiệp hoặc là mình nâng cao khả năng ca hát của mình thì mình nên chọn khởi điểm từ những dòng vàng này, tức là S700, con này là ok. Với khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả hơn chút xíu thì mình nên chọn ở dòng này S800. Dòng này về mặt thiết kế bên ngoài thì mọi người có thể nhìn thấy là không có gì để chê ngoại trừ nó mắc. Không có gì để chê ha mình sẽ có hai cái màn hình, một hình là thông số kỹ thuật, một màn hình còn lại là mình có thể đưa những hình ảnh gia đình của mình lên trên đó hoặc là những cái logo hoặc là những cái gọi là cái hình ảnh mình thích, mình có thể đưa lên trên đó. Dĩ nhiên là cái việc đưa lên là phải đưa vào những cửa hàng hoặc là đại lý của bên em được DB Acoustic hỗ trợ cái giải pháp nạp hình vào lên đó chứ người sử dụng mình là không thể tùy tiện mình nạp lên đó được ha, vì nó liên quan đến khả năng hoạt động của thiết bị. Con này thì chất lượng reverb quá tuyệt vời đây là bản phải nói là cái bản cao cấp hơn S750 đây là phía sau của ba dòng sản phẩm S700 S800 và S900 tất cả đều có 8 cổng ngõ ra ha do đó mình có thể set up được rất là nhiều loa theo cái nhu cầu và cái sở thích của mình mình có thể cho phép loa nào là loa trái loa nào là loa phải tùy ý của mình và cái gì ở bên trong là tùy ý của mình. Mình có thể cho nhạc riêng vô cũng được, có thể cho micro không, không ra nhạc cũng được theo ý của mình. Đó là với S700 và S800. Riêng S900 nó được phân định bởi kênh trái, kênh phải, kênh giữa, kênh center và kênh sub. Nó phân biệt riêng rồi, do đó mình sẽ chiếu theo các cái đường phân biệt đó và mình sẽ set up trên phần mềm để mình đưa ra những cái gì mà mình mong muốn. Ví dụ mình đưa nhạc, mình đưa tiếng micro hoặc mình đưa effect ra tùy theo nhu cầu và sở thích của mình ha. Video giới thiệu ba dòng vang cao cấp nhất của DB Acoustic S700, S800, S900. Đến đây là hết ha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.